Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một series hoàn toàn mới, đó chính là sử dụng cheat engine để thay đổi một vài giá trị của một số game trên web. Các bạn tự hỏi game trên web thì sao mà thay đổi được đúng không? Đó là khi bạn chưa xem video này. Trước khi đi vào hướng dẫn, các bạn mở cho mình ba ứng dụng này nên. Một là trình duyệt, trong đây mình đang sử dụng trình duyệt trong, và hai là cheat engine, còn lại là máy tính. Nếu các bạn vẫn chưa biết máy tính của Windows 10 ở đâu thì các bạn có thể gõ vào thanh tìm kiếm dòng chữ. Giờ thì không dài dòng nữa. Bạn vào trình duyệt và gõ Game i8 ra. Trong video này, mình sẽ sử dụng Game i8 làm ví dụ nha. Các bạn làm theo mình. Game hôm nay chúng ta chơi sẽ là game giả lập làm tài xế xe bus nha. Rồi đến đây các bạn nhìn theo con trỏ của mình và ấn nha. Các bạn cũng có thể nhấn phím tắt là nút Shift cộng S để mở trình quản lý tác vụ. Đến đây các bạn nhìn xem tab đang mở game của mình là tab nào nha, và nhìn kỹ cái ID của nó nhá. Sau khi có ID thì các bạn bật máy tính bỏ túi lên. Mình sẽ chỉnh cái máy tính về lúc ban đầu khi các bạn bật. Sau đó các bạn chuyển nó sang chế độ Programmer. Và các bạn nhập ID vô dòng DEC nha. Sau đó các bạn nhìn kỹ dòng hex ở trên. Sau khi tính xong rồi các bạn mở cheat engine lên và tìm tab có ID 794 trên đó. Sau đó bạn tắt máy tính, bỏ túi đi và vào game, làm theo các bước giống mình. Mình sẽ chỉnh thử xem giá trị nào là tiền của cái xe này, và xóa đi giá trị không phải. Giờ các bạn chỉnh cho mình tầm âm 500.000 là được, nhiều hơn cũng chả làm gì. Các bạn thấy nó ghi 4.2 bao nhiêu đúng không? Các bạn không cần để ý và xem lại giá tiền của xe là xong. Rồi bây giờ mình sẽ làm người lái xe bus mới vào nghề đi thử vài màn nha. Chào mừng quý khách đến với hãng xe một đi không trở lại. Tôi mới bắt đầu thực tập từ hôm nay, nhỡ may có chết ai mong mọi người thông cảm. Ơ kìa, hai cái chị kia nhanh chân nên để người ta còn đóng cửa nào, muộn cả giờ rồi. Mình sẽ chỉnh cam về thế này lại cho nó chuyên nghiệp nha. Hay mình mở một bài nhạc lên cho nó đỡ buồn nhỉ.
Ấy chết nhầm mấy anh chị ơi, các anh chị yên tâm ngồi sau. Tôi từ lúc vào nghề chưa để ai chết bao giờ nha. Bọn kia nhớ tránh đường nha, chết tao không chịu trách nhiệm đâu. Nhạc đang phiêu mà tự nhiên lôi đâu ra mấy người làm đường, tay đã run thì chớ. Nay tay run run nên các bạn hơi thấy giật khung hình ví, các bạn thông cảm nhé. Nhớ subscribe để là người tiếp theo mình trở trong chuyến tới nhé. Chơi từng màn chán rồi mình sẽ chơi thử trận quy mốt nha. Đã là dân chơi thì chúng ta không bao giờ đạp thắng đúng không? Mình cũng vậy nên các bạn hiểu mình chứ. Mé bọn này khinh tao mới vào nghề à, không thèm lên xe luôn, đã vậy thì cho nó đi bộ luôn. Hôm nay mình nghỉ phép không thèm chở bố con thằng nào nữa.